Mèo 2K4 cấp cứu trên giường bệnh sau nghi vấn lộ clip nóng. Người tung clip sẽ bị xử lý như thế nào? Tối ngày 31 tháng 1 năm 2021, trên các mạng xã hội, group kín Facebook, Zalo và Instagram truyền tay nhau đoạn clip nóng được cho là của streamer Mèo 2K4. Đoạn clip mô tả cảnh một nam một nữ đang tập thể dục trên giường, trong đó người nữ có các hành vi dùng miệng để vui vẻ với cậu bé của một người đàn ông. Dựa vào hình xăm trên ngực của người nữ, cư dân mạng đã ngay lập tức liên tưởng và cho rằng nữ chính đích thị là Mèo 2K4. Mặc dù chưa được xác nhận, tuy nhiên các từ khóa như Mèo 2K4 lộ link, Mèo 2K4 ăn kem, Mèo 2K4 lộ clip đã leo top thịnh hành. Chưa rõ thực hư, liệu người trong đoạn video có đúng là nữ streamer này hay không, cộng đồng đã nhanh chóng bàn tán. Có lẽ không chịu nổi áp lực trước cộng đồng, fanpage của cô nàng đã có những phát ngôn đầu tiên sau sự việc. Có lẽ đây là kết quả mà cộng đồng mạng mong muốn. Thứ mọi người chú ý có đáng không? Bé nó tỉnh sau một đêm dài cấp cứu, chịu nhiều đau đớn, mệt mỏi, cảm ơn ân huệ của tất cả mọi người. Mạnh mẽ lên cô gái, mọi người có thể để cho em tôi yên không? Cảm ơn quản lý fanpage, người được coi là người thân của nữ streamer lên tiếng. Nhưng sau đó dòng trạng thái đã nhanh chóng được thay đổi. Giờ đây, fanpage của Mèo 2K4 đang bày tỏ mong muốn đoạn clip kia không bị phát tán nữa. Ở dưới phần bình luận, rất nhiều comment tỏ thái độ xót xa đối với cô nàng. Mạnh mẽ vượt qua nhé con. Đó cũng là những biến cố để con thận trọng với tất cả mọi thứ. Cầu mong mèo mau khỏe lại, đừng bận tâm những lời nói mỉa mai vì em còn chúng tôi và rất nhiều người luôn ủng hộ em. Mèo con dễ thương của anh nhanh chóng khỏi bệnh để livestream cho anh xem nữa. Mạnh mẽ lên nào. Nữ streamer này không phải là trường hợp đầu tiên bị tung những hình ảnh nhạy cảm, riêng tư lên mạng xã hội. Vậy những kẻ phát tán video này sẽ bị xử lý như thế nào? Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một trong những quyền nhân thân được ghi nhận và pháp luật bảo vệ theo luật hiện hành. Mọi hành vi đi ngược lại với điều này là vi phạm pháp luật. Theo nội dung vụ việc, hành vi của các cá nhân phát tán clip của nữ streamer Liên Quân bị cấm và có thể bị phạt tiền 10-20 triệu đồng. Trong trường hợp này, người phạm tội đã truy cập trái phép vào mạng máy tính và đánh cắp dữ liệu trái phép từ camera nhà riêng của nữ streamer. Hình phạt trong các tội danh liên quan đến việc phát tán hình ảnh riêng tư, nhạy cảm có thể lên tới 15 năm tù giam. Ngoài ra, từ việc truy cập trái phép này mà người phạm tội sử dụng dữ liệu chiếm đoạt đó để thực hiện các hành vi phạm tội khác thì sẽ bị xử lý theo hành vi phạm tội đó. Do đó trong trường hợp này, nữ streamer Liên Quân nói riêng và các nạn nhân khi rơi vào tình huống này cần khẩn trương có đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an để tiến hành điều tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi phát tán clip, hình ảnh. Trong giới streamer Liên Quân Mobile, Mèo 2K4 chắc hẳn đã là cái tên không quá xa lạ với mọi người. Mèo 2K4 được biết đến là một streamer hàng đầu. Tuy nhiên, khác với các streamer thường chỉ gắn bó với game, Mèo 2K4 còn được biết đến là một MC, diễn viên trẻ đầy tiềm năng và là một TikToker với hàng triệu lượt theo dõi. Với vẻ ngoài xinh xắn dễ thương nhưng kỹ năng chơi game lại không hề tầm thường, cô nhanh chóng thu hút được sự chú ý của phần đông người hâm mộ tựa game này. Nhờ tài năng, nữ streamer đang có tới hơn 567.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 156.000 người đăng ký kênh YouTube, một con số đáng ngưỡng mộ đối với bất kỳ streamer nào. Đáng nói nhất chính là trang TikTok của Mèo 2K4 đã đạt tới hơn 1,7 triệu người theo dõi. Dẫu vậy, với người làm dâu trăm họ này, Mèo 2K4 không ít lần bị các anti fan chửi, bị giảm lượt xem, giảm lượng đăng ký. Thời điểm đầu đối mặt với những lời xúc phạm rất lớn từ cộng đồng mạng, Mèo 2K4 tiết lộ cô cảm thấy rất áp lực và từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Đôi khi cô bị chửi chỉ vì những lý do rất ngớ ngẩn như việc chất lượng livestream không ổn định, chơi game dở hay vì giọng nói của cứ lơ lớ và bị quy chụp tỏ vẻ dễ thương. Nhưng cô nàng đã giải thích rằng gia đình của Mèo 2K4 có bố là người Bắc, mẹ người Trung, còn cô lại sinh ra ở trong Nam nên âm điệu của Mèo 2K4 chính là sự trộn lẫn của các vùng miền lại với nhau tạo nên chất giọng lạ lắm. Tuy nhiên, Mèo 2K4 lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình mỗi khi gặp áp lực trong cuộc sống và cả trong việc theo đuổi đam mê trở thành streamer. Dù ở xa nhà nhưng cô vẫn luôn gọi điện để tâm sự với bố mẹ hàng ngày. Ngoài làm streamer, cô nàng cũng thử sức ở mảng diễn xuất khi tham gia nhiều clip ngắn hài hước, quảng cáo. Mèo 2K4 tên thật là Nguyễn Hoa, sinh năm 2004. Cô có tới hơn 567.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 156.000 người đăng ký kênh YouTube. Đặc biệt, kênh TikTok của Mèo 2K4 có tới 1,7 triệu lượt theo dõi nhờ có sự đầu tư lớn cùng nội dung phong phú, đa dạng, truyền tải rất nhiều thông điệp khác nhau.